Cô xin chào mừng các em đến với tiết học toán ngày hôm nay. Trong tiết học trước, các em đã được tìm hiểu cách tính phép cộng có tổng bằng 10. Tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu một dạng tính tổng nữa qua dạng bài 9 cộng với một số. Để tìm hiểu rõ cách tính và cách thực hiện như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay nhé. Bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua 4 hoạt động. Hoạt động 1. Cách tính 9 cộng với một số. Hoạt động 2, luyện tập thực hành. Hoạt động 3, củng cố. Hoạt động 4, hoạt động nối tiếp. Đầu tiên các em sẽ cùng nhau tìm hiểu hoạt động 1, cách tính 9 cộng với một số. Cô có bài toán sau. Bên trái cô có 9 con cá, bên phải cô có 5 con cá. Vậy, muốn biết cô có tất cả bao nhiêu con cá, ta làm thế nào? Ta tách hay gộp? À, muốn biết cô có tất cả bao nhiêu con cá, thì cô sẽ cộng gộp 9 con cá và 5 con cá với nhau. Ta có phép tính gì? Ta có phép tính 9 cộng 5. Vậy, phép tính 9 cộng 5 ta sẽ thực hiện như thế nào? Các em hãy suy nghĩ trong thời gian 1 phút để tìm ra cách tính nhé. À, cô thấy các em có rất nhiều cách tính rất là hay, như cách đếm nè, cách tính. Mỗi cách đều có cái hay riêng, nhưng để giúp các em hiểu rõ được cách tính 9 cộng 5, các em cùng cô quan sát tính như thế nào nhé. Cách thứ nhất, các em đếm số con cá. Các em đếm lần lượt từng con cá, từ con cá số 1 đến con cá số 14. Các em đếm từ 9 con cá đến 14 con cá. Hoặc các em cũng có thể đếm từ 5 con cá đến 14 con cá. Như vậy, 9 con cá cộng 5 con cá bằng 14 con cá, hay 9 cộng 5 bằng 14. Vậy theo các em, trong 3 cách đếm trên, cách đếm nào thuận tiện nhất? À đúng rồi, trong 3 cách đếm trên, cách đếm thứ nhất là cách đếm thuận tiện nhất. Chúng ta sẽ đếm từ 9 con cá đến 14 con cá. Cách thứ hai, các em sẽ tính. Vậy cách tính chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Các em hãy cùng cô quan sát trên các khối lập phương để hiểu rõ hơn nhé. Bên trái cô có 9 khối lập phương tương ứng với 9 con cá. Bên phải cô có 5 khối lập phương tương ứng với 5 con cá. Vậy khi ta cộng các khối lập phương đó lại với nhau, thì số các khối lập phương có tất cả nhiều hơn 10. Nên ta sẽ có số lớn hơn 10. Số lớn hơn 10 nên ta sẽ nghĩ ngay tới chục và đơn vị đúng không nào? Vậy thì bây giờ ta sẽ tách một khối lập phương ở 5 khối lập phương gộp với 9 khối lập phương cho đủ chục. Ta đã có một chục và 4 đơn vị có số 14. Vậy 9 cộng 5 bằng 14. Muốn lấy 9 cộng với một số, ta sẽ tách 1 ở số sau cộng với 9 cho đủ chục, rồi cộng với số còn lại. 9 cộng 1 bằng 10. 10 cộng 4 bằng 14, 9 cộng 5 bằng 14. Vậy ta tách 1 ở số sau để làm gì? À, ta tách 1 ở số sau để gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. Như vậy, khi ta thực hiện phép tính 9 cộng với một số, ta luôn gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. Các em vừa cùng cô thực hiện phép tính 9 cộng với một số. Để ôn tập và củng cố lại kiến thức các em vừa học, chúng ta cùng nhau chuyển sang hoạt động 2, hoạt động luyện tập thực hành. Ở bài tập số 1 yêu cầu các em làm gì? À, bài tập 1 yêu cầu các em tính. Ở phép tính thứ nhất, 9 cộng 1 cộng 6, các em sẽ làm như thế nào?
Đúng rồi, các em sẽ cộng gộp 9 với 1 cho đủ chục, rồi cộng thêm với 6. Như vậy, 9 cộng 1 cộng 6 bằng 10 cộng 6 bằng 16. Các em hãy thực hiện vào vở của mình các phép tính còn lại trong thời gian 2 phút nhé. Các em đã làm bài xong rồi phải không nào? Bây giờ các em cùng so sánh kết quả của mình với bài của cô nhé. 9 cộng 1 cộng 8 bằng 10 cộng 8 bằng 18. 9 cộng 1 cộng 5 bằng 10 cộng 5 bằng 15. Ngoài cách tính trên, chúng ta có thể cộng gộp 1 và 6 lại để bài toán trở về dạng 9 cộng với một số. 9 cộng 1 cộng 6 bằng 9 cộng 7 bằng 16. Như vậy, qua bài tập 1 giúp chúng ta biết thêm cách tính 9 cộng với một số khi cộng thêm hai số hạng, và hai số hạng này chính là số hạng thứ hai sau khi ta đã tách ra để gộp cho đủ chục. Nào, bây giờ chúng ta hãy áp dụng quy tắc vừa học để thực hiện tính nhẩm qua bài tập số 2 nhé. Bài 2 tính nhẩm. Các em hãy quan sát và cho cô biết bài tập này có gì đặc biệt. À, điều đặc biệt trong bài tập này là các phép tính trong bài đều là 9 cộng với một số. Muốn cộng 9 với một số ta làm thế nào? Gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. Vậy làm sao để cho đủ chục? À, ta tách 1 ở số sau. Bây giờ các em hãy thực hiện vào vở của mình các phép tính có trên màn hình trong thời gian 3 phút nhé. Các em đã làm bài xong rồi phải không nào? Bây giờ các em hãy cùng so sánh kết quả của mình với bài của cô nhé. Em hãy nêu cách tính 9 cộng với một số. Để tính được 9 cộng với một số, ta gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. Các em vừa được thực hiện dạng toán 9 cộng với một số. Để tiếp tục củng cố kiến thức các em vừa học, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu qua hoạt động 3. Hoạt động củng cố. Ở hoạt động này, các em sẽ được tham gia trò chơi mang tên Ếch con đi học. Ếch con có một số bài toán chưa được thực hiện. Bây giờ các em hãy giúp ếch con giải các phép tính nhé. Sau khi cô đọc xong câu hỏi, các em hãy suy nghĩ trong thời gian 5 giây và trả lời nhé. Câu hỏi đầu tiên, 9 cộng 4 bằng mấy? 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian. Đáp án là 13. Cô chúc mừng những bạn có đáp án giúp ếch con nhé. Câu hỏi số 2. 9 cộng 7 bằng mấy? 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian. Đáp án là 16. Cô tuyên dương những bạn có đáp án giống ếch con nhé. Câu hỏi số 3. 9 cộng 1 cộng 8 bằng mấy? 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian. Đáp án là 18. Cô khen ngợi những bạn có đáp án giống mấy con nhé. Bạn nào làm đúng hết các phép tính, các con tự vỗ tay khen mình nha. Qua trò chơi ít con đi học, các em đã được vận dụng bảng cộng 9 với một số để giúp ếch con hoàn thành tốt bài làm của mình. Cô khen các em. Như vậy, các em vừa học xong bài 9 cộng với một số.
Để thực hiện được các bài tập chính cộng với một số, các em cần cộng gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. Bây giờ cô và các em cùng bước sang hoạt động 4, hoạt động nối tiếp. Về nhà, các em ôn lại bài 9 cộng với một số và xem trước bài 8 cộng với một số nhé. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo. Cô chào các em.